Thưa quý vị, trong buổi họp báo chính phủ chiều 2 tháng 3 năm 2024, trả lời câu hỏi của báo chí về việc làm trong sạch thị trường chứng khoán sau hai vụ án FLC và Tân Hoàng Minh, Trung tướng Tô Ân Sô là người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra cũng đã ban hành kết luận điều tra và tòa án sẽ sớm đưa ra xét xử hai vụ án này. Trong vụ án FLC liên quan ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC, quá trình điều tra đã làm rõ hai hành vi sai phạm. Thứ nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Cụ thể là lập và kê khống hồ sơ góp vốn tại công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos, nâng khống hơn 3.100 tỷ đồng, tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký. Từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Thứ hai là hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh tính pháp nhân để mở 300 tài khoản chứng khoán để tiến hành thao túng chứng khoán. Về thủ đoạn cụ thể, theo Trung tướng Tô Ân Sô, từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến 10 tháng 1 năm 2022, tức khoảng 5 năm, ông Trịnh Văn Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính hơn 720 tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, bài học rút ra sau quá trình điều tra cho thấy các bị can đã lợi dụng sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và một số quy định pháp luật liên quan. Ngoài ra, có tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tự khai, dẫn đến tình trạng khai khống, hợp thức hóa hồ sơ. Bên cạnh đó, thiếu kiểm soát việc mở tài khoản khiến việc mở rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng. Chế tài xử lý sai phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm. Quy định quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân chưa cụ thể, còn lỏng lẻo. Thiếu kiểm soát mạng xã hội khiến một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín hô hào, lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển thao túng. Trong khi chưa có quy định hướng dẫn cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn thị trường chứng khoán bị thao túng. Từ những bài học rút ra vừa nêu, theo Trung tướng Tô Ân Sô, các cơ quan chức năng đang phối hợp bịt lỗ hổng. Hy vọng trong thời gian tới, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển lành mạnh, đúng cơ chế thị trường. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan vụ án này tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên trong thời gian tới. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.